Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phần điểm tin chính. Nga tấn công địa điểm diễn ra cuộc họp của các chỉ huy hàng đầu Ukraine. Nga dội bom dữ dội gấp 16 lần, làm lung lay phòng tuyến Ukraine. Ukraine công bố tổn thất của phía Moscow. Đức dứt khoát nói không với giấc mơ của Ukraine về loại vũ khí đặc biệt. NATO xây dựng căn cứ lớn nhất châu Âu gần Biển Đen, đe dọa an ninh Nga. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những diễn biến nóng, cập nhật về tình hình xung quanh cuộc chiến sự giữa Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 3 tuyên bố, quân đội nước này đã tấn công một địa điểm nơi các chỉ huy an ninh và quốc phòng Ukraine đang tổ chức một cuộc họp giao ban hàng ngày. Theo phía Nga, các chỉ huy quân sự và những người đồng cấp của họ từ cơ quan an ninh Ukraine đã có mặt trong cuộc họp này. Tuy nhiên, Nga không công bố thêm thông tin chi tiết về địa điểm, người tham gia cuộc họp cũng như thiệt hại của đối phương. Cuộc họp này nằm trong số các mục tiêu được chỉ định cho máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh của Nga. Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, máy bay tác chiến chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh của các lực lượng Nga đã tấn công vào nơi tập trung của Ban Chỉ huy Hội đồng An ninh Ukraine và các lực lượng vũ trang, đồng thời cũng khiến nhân lực và khí tài quân sự của đối phương bị mắc kẹt ở 137 khu vực. Không có thông tin chi tiết bổ sung nào về cuộc tấn công trên được cung cấp từ cả hai phía trong cuộc xung đột. Theo truyền thông Ukraine và một số tuyên bố chính thức của các quan chức cơ quan nước này, các đặc vụ của cơ quan an ninh Ukraine đóng vai trò quan trọng trong việc phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chống Nga. Một ví dụ gần đây là cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV vào một nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar vào sáng ngày 17 tháng 3. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc tấn công trên, tổng cộng 36 máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả thủ đô Moscow. Lực lượng phòng không Nga đã chặn và tiêu diệt 4 UAV trên bầu trời Moscow và Yaroslav, 3 chiếc trên bầu trời Belgorod và Kursk, 2 chiếc phía trên Kaluga, 1 chiếc tại Rostov, Orion và Bryansk và 17 chiếc trên bầu trời Krasnodar Krai. Tuy nhiên, một trong số các UAV của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu tại Krasnodar Krai. Theo đài RT, sau sự kiện Maidan năm 2014 ở Kiev, cơ quan an ninh Ukraine và đối tác quân sự của họ, Tổng cục Tình báo Ukraine, đã được Cục Tình báo Trung ương Mỹ cải tổ để phục vụ các mục tiêu mới. Thành viên của cơ quan này được đào tạo ở phương Tây, được cho là đã tổ chức các vụ ám sát nhằm vào các quan chức của lực lượng đòi độc lập tại vùng Donetsk và Lugansk trước khi hai vùng này được Nga sáp nhập. Cơ quan an ninh Ukraine đã triển khai mạnh hoạt động của máy bay không người lái và các hình thức phá hoại khác nhằm vào Nga sau khi cuộc xung đột giữa hai quốc gia nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Cũng trong tuyên bố tại cuộc họp giao ban ngày 18 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng của Moscow đã tấn công mạnh ở khu vực Kupiansk. Theo hướng Kupiansk, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây phối hợp với máy bay và pháo binh đã tấn công đội hình địch gần khu định cư Sinkovka ở vùng Kharkov. Quân đội Ukraine mất tới 60 người, 4 xe cơ giới và một khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất, hệ thống lựu pháo D-30 và bệ phóng tên lửa đa nòng Grad. Bên cạnh đó, không quân Ukraine ngày 18 tháng 3 cho biết, quân đội Nga đã phóng 22 máy bay không người lái Shahed trong đêm từ thành phố Primorsko, Astar của Nga, nhưng lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 17 chiếc. Cụ thể, các máy bay này bị bắn hạ ở Kiev, Poltava, Khmelnytsky, Cherkasy, Kirovograd, Vinnytsia, Zaporizhia và Rhine. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phóng 5 tên lửa phòng không dẫn đường S-300, S-400 nhằm vào vùng Kharkov và 2 tên lửa dẫn đường KH-59 vào vùng Sumy. Cùng ngày, người phát ngôn Cụm quân Trung tâm Nga Alexander Savchuk thông tin với hãng tin TASS rằng lực lượng Nga đã thực hiện 50 cuộc không kích nhằm vào quân đội Ukraine. Ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, loại bỏ 2 trạm kiểm soát máy bay không người lái. Người phát ngôn nêu rõ, máy bay ném bom, máy bay tấn công đã thực hiện 50 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu gần các khu định cư Tonenke, Sevene, Novobakhmutovka và Berdichi. Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A đã quét sạch hai thành trì của đối phương gần Pervomaiske.
Ukraine thừa nhận số lượng bom Nga đang ném xuống phòng tuyến của Kyiv đã tăng vọt so với cùng kỳ năm trước, gây ra thách thức lớn cho nỗ lực phòng thủ của Ukraine. Trong bài viết các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiền tuyến, trên trang Ukinform, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Havriliuk cho biết, trong 77 ngày đầu tiên của năm 2024, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng tới 3.500 quả bom gắn thiết bị dẫn đường UMPK để tấn công vào Ukraine. Con số này nhiều gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trung bình, Nga đang ném xuống các mục tiêu của Ukraine 50 quả bom dẫn đường mỗi ngày, gây tàn phá nghiêm trọng các phòng tuyến của Kyiv. Ông Havriliuk nhấn mạnh, để phá được ưu thế của Nga trên không, Ukraine sẽ cần có tiêm kích F-16 với tên lửa không đối không tầm xa để bắn rơi các máy bay mang bom của Nga. Hiện thời, tên lửa phòng không của Ukraine đang ở mức cạn kiệt, khiến những thách thức mà họ phải đối mặt ngày càng gia tăng. Ngoài ra, Thứ trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng Nga đang áp đảo Kyiv về số lượng đạn dược. Ông cho biết, kể từ đầu năm 2024, lợi thế về hỏa lực pháo binh dọc chiến tuyến là 7-1 nghiêng về phía Nga. Quan chức Ukraine cho rằng, Nga đã và đang tính toán để có đủ đạn pháo sử dụng cho cuộc chiến lâu dài và cho rằng Moscow không chỉ nhập đạn dược từ các nhà máy trong nước. Ông nghi ngờ Nga đã nhập đạn pháo từ Triều Tiên, cáo buộc mà Moscow và Bình Nhưỡng đều nhiều lần bác bỏ trước đó. Ông cũng cho biết Ukraine đang cần tất cả các nguồn lực cần thiết để đối phó với Nga trong cuộc chiến tiêu hao, ví dụ hệ thống phòng không, máy bay, tên lửa tầm xa, đạn pháo và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Theo ông, vấn đề của khối phương Tây là trong nhiều năm qua, họ chưa có sự chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài giống như Nga. Vì vậy, khi chiến sự nổ ra, Nga có thể tăng tốc sản xuất vũ khí, trong khi phương Tây chưa thể đẩy nhanh tốc độ dây chuyền sản xuất để bắt kịp với tốc độ của Nga. Tờ Ukinform dẫn thông cáo được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đăng trên mạng xã hội Facebook viết rằng các lực lượng vũ trang Kyiv từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 tới nay đã khiến đối phương tổn thất 431.550 binh sĩ. Chỉ tính riêng trong ngày 17 tháng 3, quân đội Ukraine đã gây thương vong 810 lính Nga. Một đoạn trích trong thông cáo viết, quân đội Nga đã mất 6.809 xe tăng, 13.014 xe chiến đấu bọc thép, 10.668 hệ thống pháo các loại, 720 hệ thống phòng không, 347 tiêm kích, 26 tàu chiến, 1 tàu ngầm và 1.731 thiết bị đặc biệt. Quân đội Nga hiện chưa bình luận về những số liệu vừa được Ukraine công bố. Trong khi đó, dữ liệu được trang web chuyên phân tích phòng thủ tình báo Oryx Pionkov của Hà Lan cập nhật hôm 18 tháng 3 cho thấy, tổng số trang thiết bị hạng nặng của các lực lượng vũ trang Moscow đã tổn thất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là 14.884 khí tài. Trong đó, số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép của Nga mất lần lượt là 2.827 và 1.261 chiếc. Khi đối mặt với chất vấn từ các nhà lập pháp Đức, Thủ tướng Olaf Scholz mới đây một lần nữa đã nói không với việc chuyển tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine. Ông Scholz nói, thận trọng không phải là điều mà người ta có thể coi là điểm yếu. Thận trọng là điều mà công dân nước ta được hưởng. Ngày 14 tháng 3, Bundestag, Hạ viện của Quốc hội Đức đã bỏ phiếu chống lại đề nghị gửi Taurus đến Kyiv lần thứ 3 trong năm 2024. Ukraine đã đề nghị Berlin cung cấp một trong những tên lửa tầm xa mạnh nhất vào cuối tháng 5 năm 2023, nhưng nhận được phản hồi không chắc chắn, và sau đó là những lời từ chối nhất quán. Gần một năm sau, Kyiv phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược trầm trọng. Điều này đã góp phần khiến thành phố tiền tuyến quan trọng Avdiivka ở Donetsk thất thủ và có thể gây ra nhiều tổn thất hơn. Điều gì đằng sau sự tha thiết của Ukraine về việc muốn nhận Taurus và tại sao Đức liên tục từ chối cung cấp loại vũ khí đặc biệt này cho Kyiv? Taurus là tên lửa hành trình do Đức, Thụy Điển cùng hợp tác sản xuất, có tầm bắn hơn 500 km, vượt xa khả năng của các tên lửa khác của phương Tây mà Ukraine đang sử dụng. Storm Shadow của Anh cùng với Scalp tương đương của Pháp có tầm bắn lên tới 250 km, trong khi hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân được Mỹ chuyển giao cho Ukraine chỉ có thể bay được khoảng 160 km. Với lợi thế này, Taurus sẽ giúp Ukraine tấn công nhiều mục tiêu hơn ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát và trên lý thuyết cũng có thể vươn sâu vào lãnh thổ Nga. Sau khi phóng, quả đạn bay ở độ cao 35 m khiến radar khó phát hiện và giúp nó vượt qua các hệ thống phòng thủ. Taurus được thiết kế để tấn công vào các mục tiêu dưới lòng đất và được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không dày đặc, bao gồm các sở chỉ huy và cầu của đối phương. Cầu Crimea, tuyến đường cung cấp và vận chuyển quan trọng cho lực lượng Nga tới Crimea và các vùng lãnh thổ bị kiểm soát khác, có thể trở thành mục tiêu nếu Kyiv được trang bị loại vũ khí này.
chuyên gia công nghệ tên lửa Fabian Hoffman tại Đại học Oslo của Na Uy cho biết, Taurus là hệ thống vũ khí tốt nhất trong kho vũ khí của phương Tây để đánh sập các cây cầu. Vì vậy, trên lý thuyết, nếu Ukraine muốn đánh sập cầu Crimea, thì Taurus sẽ là hệ thống vũ khí lý tưởng để làm được điều đó. Ukraine không sở hữu những loại máy bay phương Tây có thể mang theo tên lửa Đức. Theo tập đoàn chế tạo vũ khí MBDA, Taurus có thể dễ dàng thích nghi với các máy bay chiến đấu F-16 sắp được triển khai tại Ukraine, hay Gripen, một loại máy bay Thụy Điển đang được xem xét chuyển giao và đã được các phi công Ukraine thử nghiệm thành công. Các chuyên gia tin rằng Taurus khó có thể thay đổi cuộc chơi và Ukraine cần tới nó chủ yếu để bổ sung cho kho vũ khí tầm xa của mình. Trước chiến dịch quân sự đặc biệt ở Nga, Berlin liên tục từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, khi xung đột bùng nổ, Đức lập tức trở thành nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, chỉ sau Mỹ. Viện Kinh tế Thế giới Kiev tính toán rằng viện trợ quốc phòng của Đức lên tới 17,7 tỷ euro, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù vậy, việc cung cấp các loại thiết giáp hạng nặng hơn như xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder luôn gặp phải sự chậm trễ kéo dài. Kiev đã nhiều lần hứa sẽ không tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do các đồng minh phương Tây cung cấp. Bất chấp lời hứa của Kiev về việc không dùng tên lửa sai mục đích, ông Sol vẫn tỏ ra lo ngại khi nói rằng Taurus có thể tấn công Moscow nếu Ukraine sử dụng. Trước đó, Thủ tướng Đức được cho là muốn cắt giảm tính năng để tên lửa không thể tấn công vào lãnh thổ Nga. Bình luận về điều này, đại sứ Ukraine tại Berlin, Oleksiy Makeyev đã so sánh với lệnh cấm vượt qua nửa sân của đối thủ. Chuyên gia Hoffman nói, một kịch bản ác mộng đối với Thủ tướng Sol là Ukraine sẽ sử dụng Taurus để tấn công các mục tiêu nhạy cảm về mặt chính trị bên trong nước Nga. Ông Olaf Scholz lo ngại rằng điều này có thể leo thang chiến tranh và đẩy Đức vào tình thế thù địch trực tiếp với Nga. Về cơ bản, điều này có nghĩa là ông Scholz thiếu niềm tin vào giới lãnh đạo Ukraine để không phá vỡ bất kỳ lời hứa nào. Ông Hoffman ước tính cơ hội của Ukraine có được tên lửa Taurus là rất nhỏ. Các chuyên gia tin rằng vấn đề này có thể đảo ngược chỉ khi có những thay đổi chính trị ở Đức, điều khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tăng cường nâng cao năng lực quốc phòng và bảo vệ an ninh khu vực ở Biển Đen, trước các cuộc xung đột hiện tại dưới sự hỗ trợ của khối, Romania đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự được xem là lớn nhất của khối ở châu Âu. Dự án xây dựng căn cứ quân sự này trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ và sẽ mở rộng căn cứ không quân số 57 của không quân Romania nằm gần thành phố cảng Constanta ở Biển Đen. Cơ sở quân sự mới có diện tích gần 3.000 hecta, có thể tiếp nhận khoảng 10.000 binh sĩ NATO và gia đình. Trên một số các trang truyền thông châu Âu đưa tin, công việc xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản của căn cứ như đường vào và lưới điện đã được bắt đầu. Dự kiến một số đường băng mới sẽ được xây dựng để hỗ trợ hoạt động của nhiều loại máy bay quân sự. Đại diện chỉ huy căn cứ không quân số 57 cho biết sẽ xây dựng khu nhà chứa máy bay để thuận tiện trong quá trình xử lý bảo trì, các kho nhiên liệu, đạn dược, thiết bị, vật liệu kỹ thuật hàng không, thiết bị mô phỏng, các cơ sở cung cấp thức ăn, chỗ ở. Mọi thứ đều cần thiết để hỗ trợ hoạt động và nhiệm vụ của căn cứ này. Các công trình mở rộng đang được triển khai xây dựng nhanh chóng. Và sau khi hoàn thành, căn cứ này sẽ trở thành căn cứ lớn nhất ở châu Âu và sẽ vượt qua căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Leonid Reshetnikov, trung tướng đã nghỉ hưu của cơ quan tình báo đối ngoại Nga, nói với Sputnik, NATO đã và đang theo đuổi chính sách mở rộng ảnh hưởng tại các khu vực gây ra mối đe dọa cho Nga. Ngoài các căn cứ ở Kosovo mà Mỹ đã xây dựng trong 10 năm qua, chưa bao giờ có cơ sở nào có quy mô như vậy ở khu vực Ban Căng. Nằm gần cảng Constanta của Biển Đen, căn cứ mới của NATO sẽ được xây dựng chỉ cách biên giới Ukraine 130 km và cách thành phố cảng Odessa khoảng 300 km. Điều này nghĩa là Liên minh xuyên Đại Tây Dương sẽ tiến gần hơn đến Nga vì Crimea, bán đảo Nga sáp nhập năm 2014, có chung đường biên giới trên biển với Romania. Ông Leonid Reshetnikov cho hay, bây giờ họ đang di chuyển đến gần biên giới của chúng tôi. Có một biên giới trên biển trên thực tế giữa Romania và Nga. Do đó, một căn cứ lớn đang được xây dựng để kiểm soát khu vực Biển Đen, khu vực của Nga, bờ biển Caucasian, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những thập kỷ qua, Mỹ và NATO đã xây dựng một loạt căn cứ nhỏ ở các quốc gia thuộc khối Hiệp ước Warsawa nằm trên bờ Biển Đen. Tuy nhiên, theo ông Reshetnikov, căn cứ mới nhằm mục đích mở rộng quyền kiểm soát của NATO trên biển và các khu vực lân cận. Ông Reshetnikov đánh giá, căn cứ này chắc chắn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của Nga, các hoạt động của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Biển Đen cũng như mối quan hệ của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến chính sách độc lập hoặc tự chủ của Ankara trong NATO. Điều này là một nỗ lực rất nghiêm túc của Mỹ và NATO nhằm kiểm soát một khu vực rộng lớn. Cựu quan chức tình báo Nga chỉ ra rằng, khi căn cứ được xây dựng,
NATO sẽ có thể duy trì quyền kiểm soát cả trên không và trên bộ, dọc theo khu vực Biển Đen, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Romania. Ông Reshetnikov cảnh báo rằng Crimea, Biển Azov, khu vực Krasnodar và Abkhazia của Nga sẽ nằm trong phạm vi tấn công từ căn cứ mới của NATO. Tuy nhiên, theo ông Reshetnikov, Nga có thể phải đối mặt với mối đe dọa từ các cơ sở mới của NATO ở Romania bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự ở các khu vực phía Tây Nam và đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!